Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC được phát hình trên các băng tần 57.19 tại Việt Nam, 16.12 tại miền Bắc California, 27.7 tại Houston, Texas, trên hệ thống Galaxy 19 và trên mạng điện toán toàn cầu IBCTV.us. Phụ trách phần tin tức tổng hợp hôm nay, xứ nguồn viên Linh Trịnh và Tuyết Nha xin trân trọng kính chào. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Những nhà hoạt động đã biểu tình tại Arizona ngay trước cuộc bỏ phiếu của những nhà lập pháp bãi bỏ lệnh cấm phá thai. Người dân Gaza đi đến bãi biển để nghỉ ngơi sau chiến tranh. Cảnh sát bắt giữ 6 người, truy tìm 3 người khác liên quan tới vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Cựu Tổng thống Donald Trump được nhìn thấy đến tháp Trump trước cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan Duda. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo thế giới. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của xứ ngôn viên Tuyết Nga. Những nhà hoạt động biểu tình tại Arizona ngay trước cuộc bỏ phiếu của những nhà lập pháp bãi bỏ lệnh cấm phá thai. Những nhà hoạt động phá thai tập trung trước tòa nhà Quốc hội Arizona vào ngày 17 tháng 4 trước nỗ lực đảng Dân Chủ tại Hạ viện Arizona nhằm bãi bỏ lệnh cấm phá thai năm 1864, sắp trở thành luật của tiểu bang này thêm một lần nữa. Trong 4 cuộc bỏ phiếu, Hạ viện đã bế tắc với tỷ số 30-30 về một đề nghị cho phép dự luật bãi bỏ được đưa ra để bàn luận với một đảng viên Cộng hòa tham gia cùng 29 đảng viên đảng Dân Chủ. Hạ viện phải tạm nghỉ sau cuộc bỏ phiếu thứ tư và dự trù triệu tập lại vào cuối ngày để tiếp tục, khiến kết quả cuối cùng đang được mọi người chờ đợi một cách hồi hộp. Nếu như việc bãi bỏ được thông qua tại Hạ viện, đảng Dân Chủ sẽ cần sự giúp đỡ tại Thượng viện, nơi đảng Cộng hòa nắm giữ lợi thế 16-14. Phán quyết của Tòa án tối cao tiểu bang vào ngày 9 tháng 4 khôi phục lệnh cấm gần như tất cả các vụ phá thai theo luật được viết trong nội chiến Hoa Kỳ khi Arizona chưa phải là một tiểu bang và phụ nữ không có quyền bầu cử. Luật này có hiệu lực trong vòng 60 ngày, áp dụng mức án từ 2 tới 5 năm cho bất cứ ai bị kết tội xúi dục phá thai, ngoại trừ bác sĩ cho rằng điều này là cần thiết để cứu mạng người mẹ. Đảng Dân Chủ Hạ viện Arizona tìm cách bãi bỏ lệnh cấm một tuần trước nhưng bị cản trở bởi đa số xích sao của đảng Cộng hòa với tỷ lệ 31-29. Ngày thứ tư, đại diện đảng Cộng hòa Mark Rest đã gia nhập đảng Dân Chủ nhưng phải cần thêm một cuộc bỏ phiếu khác. Người dân Gaza đi đến bãi biển để nghỉ ngơi sau chiến tranh. Trẻ em chơi đùa trên một bãi biển ở Gaza khi các gia đình phải di dời, rời khỏi nơi trú ẩn chật chội của họ để tạm nghỉ sau cuộc chiến vào hôm thứ Tư ngày 17 tháng 4. Khi trẻ em vùng nước nông nhảy qua những con sông nhỏ, người lớn đứng trên bờ vừa quan sát vừa phơi nắng. Hàng trăm ngàn người đã rời bỏ nhà cửa ở phía bắc của Gaza để tìm nơi ẩn náu trong các lều trại, trường học hoặc nhà bạn bè, người thân ở phía nam của dải đất. Bãi biển ở Tel Abala đông đúc người dân muốn tận hưởng thời tiết nắng nóng đang tràn vào lãnh thổ Palestine trong tuần này. Cuộc chiến bắt đầu khi các chiến binh Hamas xông ra khỏi Gaza vào ngày 7 tháng 10 và hoành hành khiến khắp miền nam Israel đã giết chết 1.200 người, bao gồm cả trẻ sơ sinh và trẻ em, đồng thời cũng bắt giữ 240 con tin. Theo các cơ quan y tế do Hamas điều hành ở Gaza, Israel đáp trả bằng một cuộc tấn công ác liệt khiến cho hơn 33.000 người Palestine thiệt mạng và biến phần lớn dải đất đông dân cư, nơi sinh sống của 2,3 triệu người, thành một đống đổ nát, thép xoắn và bụi. Cảnh sát bắt giữ 6 người và truy tìm 3 người khác liên quan tới vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Chính quyền Canada và Hoa Kỳ ngày 17 tháng 4 cho biết 6 người bị bắt, 3 người bị truy lùng có liên quan tới vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada. Một lô vàng trị giá hơn 22 triệu đô la Canada, tức là khoảng 16 triệu USD. Giới chức cảnh sát đã nói những nghi phạm bao gồm 2 nhân viên của Air Canada làm giả vận đơn hàng không để đánh cắp một lô hàng đến từ Thụy Sĩ với 6.600 thỏi vàng nặng 400 kg và 2 triệu rưỡi đô la Canada bằng ngoại tệ. Phát biểu đúng một năm sau vụ cướp xảy ra tại cơ sở vận chuyển hàng hóa của Air Canada tại phi trường Toronto Pearson, cảnh sát khu vực Peel tại một cuộc họp báo đã nêu tên 9 nghi phạm và chi tiết 19 cáo buộc mà họ đang đối mặt.
5 nghi phạm bị bắt tại Canada được chờ tại ngoại xét xử. Một nghi phạm người gốc Brampton, Ontario thì bị bắt tại Pennsylvania cùng với súng và tiếp tục bị giam tại Hoa Kỳ. Cảnh sát cho biết lệnh truy nã trên toàn Canada được ban hành đối với 3 nghi phạm còn lại. Air Canada cho biết họ đã đình chỉ một nhân viên bộ phận hàng hóa bị buộc tội trộm cắp, trong khi người còn lại làm việc trong cùng một bộ phận vào thời điểm xảy ra trộm này đã rời hãng hàng không trước khi cáo buộc được công bố. Cựu Tổng thống Donald Trump được nhìn thấy đến tháp Trump trước cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan Duda. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được nhìn thấy đến bằng đoàn xe vào hôm thứ Tư ngày 17 tháng 4 vừa qua tại nhà riêng của ông ở New York, tháp Trump, trước cuộc gặp riêng sau đó trong ngày với Tổng thống Ba Lan là Andrzej Duda. Phát biểu tại Liên Hợp Quốc trước đó trong ngày, ông Duda cho biết ông sẽ gặp riêng ông Trump trong chuyến thăm New York. Ông Duda theo chủ nghĩa dân tộc, người sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2025, là một trong những đối tác quốc tế được ông Trump ưa thích trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ông Duda nói với các phóng viên ở New York rằng, tôi được Donald Trump mời đến căn hộ riêng của ông ấy. Có thể nói đây chỉ đơn giản là một cuộc gặp riêng liên quan đến sự hiện diện của tôi ở New York. Chúng ta sẽ nói về sự hợp tác của chúng ta. Chúng ta chỉ biết nhau như con người, như hai người. Tôi có thể nói theo một nghĩa nào đó, những người bạn. Ông Trump, người đang bị xét xử ở New York vì tội trả tiền bưng mít cho một ngôi sao khiêu dâm, đang chạy đua xích sao với Tổng thống Joe Biden, một đảng viên đảng Dân Chủ trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11. Nhiều nhà lãnh đạo Âu Châu từ lâu đã lo lắng rằng một nhiệm kỳ Tổng thống nữa của ông Trump sẽ đồng nghĩa với việc Hoa Kỳ sẽ giảm bớt sự hỗ trợ cho nước láng giềng Ukraine của Ba Lan và Liên minh quân sự NATO. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo thế giới. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và người nước ngoài của Jordan là Ayman Safadi vào ngày 17 tháng 4. Ông Guterres triệu tập Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ký vào sổ lưu niệm của Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, Guterres cũng đã gặp gỡ phái đoàn của Hội đồng Nghị viện Địa Trung Hải, chụp hình trước khi bắt đầu vào cuộc họp. Ông cũng đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Âu Châu và Thương mại của Malta là Ian Bogue. Tiếp theo, chương trình sẽ được tạm dừng trong giây lát và gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sau đó, xuống ngôn viên Tuyết Nha và Linh Trịnh sẽ quay trở lại với nhiều bản tin vừa được cập nhật, như việc Tổng thống Ba Lan cho biết ông sẽ gặp riêng ông Trump ở New York, hay hàng ngàn người biểu tình ở Georgia sau khi Quốc hội đồng ý với dự luật đặc vụ nước ngoài. Thủ tướng Palestine thảo luận về sự cần thiết phải tăng cường cứu trợ nhân đạo ở Gaza với Thủ tướng Anh. Và lao động Việt Nam tại Đài Loan bị đồng hương bắt cóc rồi sát hại. Kính mong quý vị vẫn tiếp tục giữ các băng tần của đài truyền hình IBC TV và tiếp tục theo dõi để biết thêm chi tiết.